Xuân Phong lên đặt câu hỏi trước cả hội đồng. Nam sinh cấp 2 có mang nhầm lẫn khiến ngài cũng đứng hình. Xin mời em. Bạn học sinh này rất là tâm huyết, chắc là có câu hỏi rất là hay. Thầy giơ tay từ đầu đúng không? Em kính thưa hội đồng xét xử. Em kính thưa hội đồng xét xử. Theo đó, tại buổi hoạt động ngoại khóa của một trường cấp 2, sau khi được MC đưa ra đề nghị, có bạn nào đặt ra câu hỏi cho hội đồng tư vấn hay không? Một nam sinh lớp 9A1 đã giơ tay xung phong lên để đặt câu hỏi. Thế nhưng, sau khi cầm lấy chiếc micro, nam sinh đã có màn nhầm lẫn đi vào lòng đất, khiến cả trường phải cười ngoác cả mồm khi nói, kính thưa hội đồng xét xử. Chúng ta còn câu hỏi nào dành cho hội đồng tư vấn của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay không ạ? Xin mời em. Bạn học sinh này rất là tâm huyết, chắc là có câu hỏi rất là hay. Thầy giơ tay từ đầu đúng không? Em kính thưa hội đồng xét xử. Em kính thưa hội đồng tư vấn, Nguyễn Huy Công Binh là học sinh đến từ lớp 9A1. Đoạn clip của nam sinh lớp 9 sau khi đăng tải đã ngay lập tức viral trên các diễn đàn mạng xã hội với hàng ngàn bình luận tương tác. Nhiều người đã chia sẻ rằng nam sinh này chắc hẳn là fan cứng của chương trình Tòa Tuyên Án nên mới quen với câu cửa miệng như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.